Vừa rồi là một ý kiến của đồng mạng tiếp nối chương trình là một dòng vấn đề của anh ta. Mở đầu là thời sự của tự đề. Khi Việt Nam nói chuyện nhân quyền của nhà báo Hiếu Trân tại trên trang người Việt vào ngày 25 tháng 12. Mời quý vị cùng chia sẻ. Khi Việt Nam nói chuyện nhân quyền trong những ngày cuối năm, khi cả nước bấn loạn vì vụ scandal test hit, phơi bày một hệ thống thông đồng từ trên xuống dưới để hút máu người dân, thì cũng có một dòng tin có thể coi là tích cực. Việt Nam công bố đưa nội dung quyền con người, nhân quyền vào chương trình giáo dục. Số là ngày 21 tháng 12 vừa qua, Chính phủ Việt Nam ban hành chỉ thị số 34. Chỉ thị Thủ tướng do ông Vũ Đức Đàm Phó Thủ tướng ký với nội dung tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chỉ thị này nằm trong một loạt các hoạt động của chính phủ tuyên truyền cái gọi là nhân quyền theo cách hiệu của họ nhằm chống lại, phản ứng lại những lời chỉ trích gay gắt và liên tục của các chính phủ dân chủ phương tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế về chiến dịch đàn áp khốc liệt những tiếng nói bất đồng ở trong nước Sáng ngày 1 tháng 11 vừa qua, tại cuộc đối thoại trong khuôn khổ Hội nghị Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn về vấn đề nhân quyền. Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân, không để ai thiếu ăn thiếu mặc, khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau. Những lời lẽ cao ngạo này được ông chính nhắc lại trong hội nghị diễn đàn cấp cao lần thứ ba về cách mạng công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 12 vừa qua. Ở đó, ông Chính còn nhấn mạnh trong kỷ nguyên số con người là yếu tố quan trọng nhất. Ở Việt Nam hiện nay, có phải con người là yếu tố quan trọng nhất hay không? Chính phủ có không để ai thiếu ăn, thiếu mặt khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau như là ông Chính nói hay không? Thì thực tế là câu trả lời đanh thép nhất. Hàng triệu người dân bị gồm máy cầm quyền thống đồng trục lợi qua chiều bài thân tốc xét nghiệm diện rộng. Nhân danh chống dịch cúng tàu, hàng trăm ngàn người lao động bị mất việc, mất sinh kế mà không được hỗ trợ gì đã phải bông bế nhau, vượt hàng ngàn cái số trở về quê nhà khi các thành phố bị phong tỏa gắt gao, theo chỉ thị của chính quyền. Thảm cảnh đó đã được đề cập rất nhiều trên trang báo này, xin phép không nhắc lại nữa. Chính phủ của ông Chính chẳng những không lo được cơm ăn áo mặc cho người dân, mà còn câu kết với giới tư bản thân hữu để bòn rút của họ đến đồng xu cuối cùng. Và dẫu người dân có đủ cơm ăn áo mặc đi nữa thì đó cũng không phải là thành tích nhân quyền mà một chính phủ có thể đem ra khoe khoang với các nhà lãnh đạo thế giới. Nhân quyền là một giá trị phổ quát cho mọi con người sinh sống trên hành tinh đã được minh định trong các công ước của Liên Hợp Quốc Đặc biệt là Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR năm 1966 quy định các bên tham gia ký kết sẽ phải tôn trọng các quyền dân sự và chính trị của từng cá nhân bao gồm quyền sống, quyền tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do hội họp, quyền bầu cử và quyền được xét xử bình đẳng và theo đúng trình tự pháp luật. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa ICESCR 566 quy định các quốc gia tham gia công ước phải cam kết trao các quyền kinh tế xã hội và văn hóa cho các cá nhân, bao gồm quyền tham gia nghiệp đoàn và quyền chăm sóc sức khỏe, quyền giáo dục và quyền được đảm bảo mức sống phù hợp. Việt Nam đã ký kết tham gia cả hai công ước quốc tế này vào ngày 14 tháng 9 năm 82. Bây giờ ông Thủ tướng Việt Nam tuyên bố nhân quyền lớn nhất là cơm ăn, áo mặc, thì hóa ra ông ta đã sổ toẹt quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam đã long trọng ký kết. Đơn giản hóa nhân quyền bằng cơm ăn áo mặc, phải chăng ông chính muốn nói cái nhân quyền mà chính phủ của ông nhắm tới chỉ là một thứ nhân quyền có trại xuất vật. Mượn tên tác phẩm Animal Farm của nhà văn Anh George Orwell, trong đó các thành viên xuất vật không có nhu cầu gì khác hơn là được ăn no. Cách hiểu giá trị nhân quyền thô thiển như vậy công thủ tướng Việt Nam không tự dưng nảy ra mà có gốc gác sâu xa trong các bài giảng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bao năm qua, Học viện này đau xới cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, thực chất là những tính điều cứng nhắc của chủ nghĩa Cộng sản Mark Lenin để nhồi nhét vào đầu cán bộ đảng viên những quan điểm phản động và lạc hậu về mọi lĩnh vực cuộc sống, kể cả các vấn đề dân chủ, tự do, nhân quyền. Theo chỉ thị số 34, chỉ thị chính thủ tướng nói trên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ đứng ra biên soạn các tài liệu truyền thông, tài liệu chuyên khảo, tham khảo về giáo dục quyền con người sử dụng trong hệ thống trường học. Chưa cần đọc các tài liệu đó cũng đủ biết người ta sẽ dạy cho sinh viên học sinh cái nhân quyền gì. Tiến sĩ Nguyễn Quang A ở trong nước gọi đó là nhân quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Thủ tướng Cộng sản còn cao ngạo thách thức tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. quả là hết sức, đại ngôn, điếc không sợ súng. Ông chính có đủ trình độ và can đảm để đối thoại với nhân quyền. Với một số công dân Việt Nam đang bị chế độ của ông cầm tù như các ông Trần Huỳnh Di Thức, Phạm Chí Dũng, Phạm Đăng Trang hay không? Ông có dám đối thoại song phẳng, thực chất và cầu thị chứ không phải là bằng dùi cui, công số 8 và các thủ đoạn vu cáo chụp mũ hay không? Nếu ông chính thực tâm muốn đối thoại một cách văn minh thì chắc không thiếu nhân, nhân sĩ trí thức trong nước và đồng bào Việt Nam hải ngoại sẵn sàng tiếp siêu của ông bất kể ở đâu, bất kể lúc nào. Dài dòng như vậy để nhận chăng cái gọi là giáo dục nhân quyền mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thúc đẩy bằng chỉ thị 34 chẳng qua chỉ là một phần của chiến dịch tuyên truyền tẩy não các thế hệ trẻ về một vấn đề hết sức thiết yếu với tương lai của đất nước. Trong chiến dịch này, một mặt đảng ra sức dập tắt những tiếng nói đấu tranh cho nhân quyền, một mặt đẩy mạnh tiên truyền, nhồi nhét vào đầu thế hệ trẻ các quan điểm phản động về nhân quyền, quảng bá cái gọi là nhân quyền Cộng sản Việt Nam. Không nên hy vọng mơ hồ rằng việc Hà Nội thúc đẩy giáo dục nhân quyền trong các trường học theo chỉ thị 34 nói trên là điều đáng mừng hoặc có giá trị nhất định như nhận định của vài nhà hoạt động trong nước. Chừng nào chế độ này vẫn tiếp tục duy trì các điều lực mơ hồ như Điều 88, Điều 117 Bộ Luật Hình sự và các biện pháp độc tài tàn bạo để bóp ngạt các quyền tự do căn bạo của công dân. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam chọn thời điểm này để ban hành đề án giáo dục nhân quyền? Phát biểu với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mới đây, hai nhà hoạt động trong nước là tiến sĩ Nguyễn Quang A và ông Nguyễn Lương Thắng nói rằng có thể do Việt Nam đang ráo riết vận động cho việc ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đạt trong bối cảnh quốc tế rộng lớn hơn, hành động của chính phủ Cộng sản Việt Nam còn có một mục đích khác. Chiến dịch đàn áp các tiếng nói bất đồng ở Việt Nam đang lên tới cao điểm trong những ngày cuối năm 2021 và hậu quả là Hà Nội đang bị phản đối chưa từng thấy của công luận quốc tế. Không chỉ các chính phủ Mỹ, Anh, Canada, Đức, Úc và nhiều nước khác lên tiếng lo ngại, không chỉ các tổ chức nhân quyền toàn cầu như ân xá quốc tế, theo dõi nhân quyền, lên tiếng mà cả các định chế Liên Hợp Quốc như Văn phòng Cao ủy Nhân quyền cũng đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc và yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bốn nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Đỗ Nam Trung. Barovina Samdasiani, phát ngôn viên OHCRHR, đã thông cáo vào ngày 17 tháng 12 kêu gọi Việt Nam bãi bỏ tất cả các quy định pháp luật vi phạm các quyền tự do cơ bản và nói rằng các cáo buộc chống lại bốn người này là mơ hồ và quá rộng, do đó không phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Đây là một trường hợp hiếm hoi mà một định chế Liên Hợp Quốc nặng lời với một quốc gia thành viên về thành tích nhân quyền tồi tệ. Điều mà Hà Nội phải làm lẽ ra là bãi bỏ các điều luật mô hồ và vô lý, tuân thủ quy định của các công ước quốc tế về nhân quyền mà họ đã ký kết, thực thi những điều khoản được ghi trong bản hiến pháp năm 2013 của họ và trả tự do ngay cho các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các trại tù từ Nam chí Bắc. Làm được như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam mới có chút tư cách và đạo đức tối thiểu để lên, lên bục giảng nói chuyện với sinh viên học sinh về nhân quyền mà không lo bị chế diễu nói một đàn là một nẻo.